Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 5, nghỉ lễ nên là mình cùng với gia đình và các anh bạn bè đi chơi. Thì hôm nay mình sẽ có một cái chuyến đi lên Định Hóa, lên quê ngoại vợ nhà mình. Thì hôm nay mình sẽ đi theo một đoàn có 4 xe. Thì hôm nay anh em mình sẽ làm một cái chủ đề là các loại xe thì bảo trường chi phí bảo trì bảo dưỡng và các cái loại phí hàng năm là hết khoảng bao nhiêu tiền nhá. Giới thiệu đầu tiên là cái xe của mình đây, Kia K3. Quay như này cho các bác xem cho dễ. Kia K3 sản xuất 2015, số tự động và máy 2.0. Đây, còn tiếp theo đây là em Ford, con này là Ford Everest, bản số tự động, máy dầu, và mình nhớ con này là sản xuất được 2019 thì phải. Đây, còn theo đoàn mình là còn một anh nữa là đi con Mitsubishi Triton. Thì cái này là mình chưa rõ là đời bao nhiêu, nhưng mà một lúc nữa mình sẽ hỏi anh ấy là xem là đời sản xuất năm bao nhiêu. Đấy, và một cái xe nữa là cùng một anh cùng đoàn, hôm nay mình sẽ đi 4 cái nhưng anh ấy chưa đến đây. Là cái Peugeot 5008 hay là 3008 gì đó, với cả một con Santa Fe. Thì nhà anh chị ấy đã có 2 con xe. Thì đang chưa biết là họ sẽ đi cái xe nào. Thì một lúc nữa đến nơi, hôm nay là làm một chuyến là đi tham quan bên nhà ngoại vợ nhà mình là một. Thứ hai là đến cái điểm du lịch về nguồn, về lịch sử, đó là thủ đô Gió Ngàn, khu an toàn khu ATK Định Hóa, nơi mà Bác Hồ và các vị lãnh đạo nhà nước ngày xưa đã lập chiến khu ở đây, chỗ cây đa Tân Trào, lên vùng ATK giáp với Tân Trào, Tuyên Quang. Đấy, bắt đầu mình sẽ tiếp tục di chuyển thôi nào. Mời các bạn đón xem nhé. Hey, đây giờ là mình đã đến nhà bố vợ mình rồi. Đây, một đoàn 4 xe. Cái này là cái xe Peugeot. Đây, qua bên này con. À, đi thẳng ra đấy. Peugeot này là 2020 thì phải. Ford Triton. Triton, mình hay gọi là Triton. Cái này là Peugeot 5008. Chúng con thành kính về di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ ở và làm việc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1946-1954. Tổ chức lễ dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, chúng con ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng, tình thương của người đối với đồng bào, đồng chí bao la không bờ bến, lòng kính của toàn đảng, toàn dân ta đối với người là vô hạn. Gọi là phủ chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam chúng ta đấy ạ. Và bà ở phía bên trên, tức là đây là Tân Trào lịch sử. Thì theo như các nhà nghiên cứu học. Rồi bây giờ thì đã buổi chiều tối rồi, thì mình đang ở trước cổng, đây là cổng đền Đuổm nhé mọi người. Đền Đuổm ở trên kia. Trời hơi tối một tí, không biết là quay nó còn đẹp không. Thì đây là chủ nhân của chiếc Ford. Con này xe của anh là 2019 anh nhỉ? Ừ, 2019. 2019. Đấy, thì em muốn hỏi chuyện anh một chút thôi, là về để cho khán giả của kênh Việt Bắc Auto biết rằng là mình mua cái này là anh mua từ mới nhỉ? Mới tinh. Mới tinh. Thì anh xe này thì hàng năm là anh phải mất những cái phí gì, bảo trì bảo dưỡng gì nhiều không? Chả mất mấy đâu. Hàng nó làm như tức là nó làm hết cho mình. À, tức là chả đáng gì, thay dầu hết thôi. À, chủ yếu là cho vào hãng thôi. Ừ. Mỗi một lần anh đi thay dầu con xe này thì hết nhiều tiền không? Không, chỉ hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu. Ừ. À. Và có phải kiểm tra gầm bệ lốp láp gì không? Có, họ làm tất cho mình mà. À.
Tức là làm nếu mà hết cả mỗi một lần anh đi bảo dưỡng là hết nhiều tiền không? Đấy chỉ hơn triệu thôi. À chỉ hơn triệu thôi. Ừ. À thế còn anh có mua bảo hiểm thân vỏ không? Có. À mua hết. Như cái xe này thì lúc anh mua mới là 1 tỷ mấy nhỉ? 1 tỷ 3. Một tỷ ba. Cả bảo hiểm. 1 tỷ 3 cả bảo hiểm. Thế là bảo hiểm này là anh thường hàng năm là anh phải thực ra nó mình thích thì mình tốt tát lại thôi, còn không thì thôi cũng chả dùng đến. À tức là bảo hiểm thân vỏ thì không, tức là em đang hỏi là mỗi một năm anh lại phải mua bảo hiểm thân vỏ hết nhiều tiền không? Hết 10 triệu. À tầm 10 triệu. Rồi hết 10 triệu. Ừ. Wow. Hết 10 triệu. Thế một năm anh đi bảo dưỡng mấy phát? Một năm thì theo định kỳ của tháng km thôi, theo km thôi. Wow. Cái nào đến trước thì nó sẽ gọi mình. À vâng. Thế thì tổng cộng một năm anh hết khoảng 20 triệu không? Không, làm gì đến. Không đến nhỉ? Không đến. Thế thì chỉ hết xe này nó nếu mà để mà anh em đi phượt hay đi con này thì nhất tiết kiệm dầu khỏe. Anh nếu mà anh chạy tiền dầu thì anh chạy khoảng tầm một bình dầu là mà hết bao nhiêu tiền mà được bao nhiêu lít bây giờ ấy? Như bây giờ một bình này chạy khoảng đây thì khoảng hơn 800. Hơn 800 nhỉ? Chạy từ đây vào trong Đà Nẵng. Ôi chạy vào Đà Nẵng luôn mới lại phải đổ tiếp à? Được. À. Rồi thế là tiết kiệm ấy chứ nhỉ, từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Từ Hà Nội vào Đà Nẵng nó phải khoảng tầm 700 cây đúng không? Ừ. 700. Rồi. Thế đây nha mọi người nhé, là rất tiết kiệm dầu và một năm nếu mà mình tính cứ cho là đi bảo dưỡng đến 2 lần đi hết 5 triệu cộng với tiền bảo hiểm của anh hết 10 triệu nữa thì hết khoảng tầm 15 triệu thôi. Đấy là đối với xe anh ấy mua mới tinh nhá. Một tỷ ba mua đăng ký xong đấy thì con Ford này anh đi cảm thấy nó thế nào, sướng không? Sướng. xe đáng được tiền bát gạo. Đáng được tiền bát gạo đúng không? Rồi ok. Ừ. Cảm ơn anh. Ừ. Đây được rồi, để em lại hỏi bác đi con xe Mitsubishi Triton bán tải này. Đây anh gài giúp em cái micro đây để em. Rồi ok anh để đấy là được rồi. Anh đứng dịch đây tí rồi ok. Cái xe này là xe công ty của anh à? Đúng rồi. Vâng. Tức là đây là hôm nay là 3-4 anh em đi nhưng mà mỗi người một xe, có 4 xe cơ, nhưng mà một cái xe Peugeot kia là chị lại có công việc thế là về trước rồi. Đấy. Thì cái xe này của anh là sản xuất năm bao nhiêu? Anh còn nhớ không? 2014 nhỉ. Cái xe này chạy dầu hay chạy xăng anh? Chạy dầu. À chạy dầu luôn. Vâng. Thế hàng năm anh đi anh có phải sửa chữa gì nhiều không? Như con này bảo dưỡng các thứ nhiều không? Cũng bình thường đó. À. À. Đó, tức là mỗi một lần là mình vào hãng không hay là mình chỉ làm bên ngoài? Mình vào hãng chứ. Đúng à vào hãng luôn đúng. Ừ. Vào hãng yên tâm nhỉ? Đúng rồi. Vâng. Anh bình thường là anh bao nhiêu km thì anh thay dầu? 5.000. Anh thay dầu. À vâng. Cái 5.000 bất là hãng vâng. thay dầu định rẻ thôi mà. Thay dầu cái này, dầu này nó hết nhiều tiền không? Mỗi một lần anh thay? Thay dầu, anh nhớ mang máng là hết khoảng tầm triệu, hơn triệu tí. Hơn 1 triệu đúng không? Ừ. Đúng rồi, cái dầu xe số máy dầu nó thế mà tầm triệu 2. Ừ. Khoảng đấy. Thế như cái này gầm bệ anh đi chỉnh sửa, chỉnh trang ấy, thì nó có nhiều tiền không? Cái mình đã phải thay cái gì chưa? Xe chưa phải thay gì cả. À, từ 2014 mà bây giờ vẫn chưa phải thay chưa gì. Chưa phải đúng. Thay bất kể cái gì. À. Nó lớn. Vâng. Còn bảo dưỡng bảo dết thì bình thường. Vâng. Như con này anh thay lốp hết nhiều tiền không? Lốp nó rơi khoảng tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu quả. Khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một quả nhỉ? Vâng. Thế nó cũng giống như cái xe của em bên kia thôi. Ừ. Thì nó cũng khoảng hết tiền. Đi tiết kiệm dầu đúng không anh? Đúng rồi. Bình thường anh đi bao lâu thì chẳng hạn như anh... Đi Hà Nội nhỉ? Đi trong phố thì anh có cảm thấy nó bất tiện chỗ đỗ không? Hà Nội thì đương nhiên là bất tiện rồi. Hà Nội xe gì bất tiện? Xe công ty thì chạy ra dã suốt ngày mà. Vâng. Làm gì có đậu vâng. chỗ đâu. Rồi. Tức là xe này của bác là cũng đi làm, tức là không phải mình bác chạy mà anh em trong công ty nó chạy đó. Vâng. Thế như anh bình thường là bây giờ anh có mua bảo hiểm thân vỏ nữa không? Không. Không thôi rồi nhỉ. Vâng. Thế thì mỗi một năm thì chỉ mất khoảng áng là anh hết khoảng bao nhiêu chi phí cho kiểu như là mình bảo trì bảo dưỡng cho cái xe này hết nhiều không? Khoảng bao nhiêu tiền? Chắc khoảng tầm vài triệu. Vài triệu, 5 triệu, 5-7 triệu. 5 triệu. Trừ cái năm thay lốp.
trừ năm thay nốt khoảng 2 đến 3 năm là sẽ có bảo dưỡng lớn một lần thì nó hết khoảng tầm chục triệu nữa. Chục triệu nữa. Đấy, còn mình quân mình chạy như này khoảng tầm 3 5 triệu. Vâng vâng. Thế thì cứ em cứ tính bình thường là khoảng cỡ tầm 5 triệu nhỉ, 5 triệu. Nếu mà cứ tính khoảng 3 năm như vậy là mỗi một năm chia đều ra nó cũng khoảng 7 triệu một năm thôi nhỉ. Thế thì cũng rất là ít đấy chứ, tiết kiệm đấy chứ. Đời đời cao thì nó không ít khi bị hỏng hóc có thứ nhiều. Vâng. Đấy thì sơ qua hai cái máy dầu này là đất đáng đồng tiền bát gạo các bác nhá. Thì đầu tiên là cái con Ford này Everest 5 con này 7 chỗ anh nhỉ? 7 chỗ đúng rồi. 7 chỗ này, rất xịn sò này. Con kia đằng sau kia là Triton bán tải mà đi cũng rất là sướng, như anh vừa chia sẻ là chỉ hết khoảng tầm 5 đến 7 triệu một năm cho cái việc bảo trì bảo dưỡng thôi. Thế thì nuôi cái xe nó cũng không phải là ghê gớm lắm nhỉ. Làm kiếm thì ra bao tiền cho mình. Vâng, thế rất cảm ơn anh qua cái cuộc trao đổi nhỏ nhỏ như này. Hôm nay anh em mình cùng đi với nhau một chuyến cũng rất là vui. Giới thiệu với anh đây là đền Đuổm nhá. Đấy, đền Đuổm chợ Chu Đu Đuổm Định Hóa D là hay lên Định Hóa là anh em xe khách là hay nói thế. Đây là đền Đuổm thờ ông Dương Tự Minh. Dương Tự Minh. Vâng. Đấy, có lễ hội đền Đuổm hồi tháng Giêng tháng 2 gì đấy mà em không nhớ, tháng Giêng thì phải. À, như vậy là hôm nay là sẽ xin phép kết thúc cái cuộc hành trình ở đây. Bây giờ cũng đã là 6 giờ tối rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển cùng đoàn di chuyển về Thái Nguyên ăn cơm tối và tiễn mọi người đi về Hà Nội. Kết thúc cái hôm nay là ngày 30 tháng 4, dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Hẹn gặp các bác vào 8 giờ tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây, cả đoàn là hiện tại đang ngồi đây rồi. Nhìn chán không? Nhìn chán không? Xin micro. Đây, người ta gọi là lúc đi thì hớn hở lúc về. Chào anh em nhé. Anh con đò